Mới nãy quảng cáo là tía chạy cái nào là dính cái đó, thiệt con chú chị chạy cái nào là dính vô cái cây cái đó. Đây, đây là con hình cuối cùng. Ôi trời ơi, có lỗ đâu không? Chạy sao rồi sao không chạy? Xong được mà coi nè. Hello. Tía già. Mấy đẹp gái. Chào mừng quý ông chị mình đến với kênh Mi Tạo. Hôm qua em bị tía dụ của ông chị làm em muốn đội quần với chợ luôn vậy á. Vậy em hiểu được cảm giác của ông Danh á. Nhưng mà không sao. Hôm nay em quyết định phục thù bằng cách em sẽ trôn tạo báo. Vậy chứ mày nghĩ sao tao ngồi đây mày trôn người ta được? Thì đó, cho nên là hôm nay sẽ cho anh Tạo nha. Hôm nay là mình sẽ quay video về ẩm thực. Mình sẽ cho anh Tạo báo thèm chơi, nhìn thèm chơi. Ok không tía? Mà ta hùng nghi quá. Sao? Ta sợ mày dương tay kích đồng quá. Như là lộn quá. Ta dương đông kích tay đây. Đây kích đồng. Không có tía. Lần này là dương Tạo là trúng Tạo chứ không có trúng tía nữa. Tía yên tâm, tía hãy tin tưởng con đi. Mặc dù hôm qua tía chơi con vậy nhưng mà tía hãy tin con hôm nay. Phải không? Phải thì... Có kêu Danh vô chưa? Có chứ. Giờ mình vô mình xin nhau ông Danh nè. Vậy hen, quyết định vậy ha. Rồi. Ok. Hello chú anh chị. Dạ hôm nay Tammy Tạo sẽ làm ẩm thực giữa đồng nha cô chú anh chị. Với món là hào nước mỡ hành. Cái hào này là hôm qua My nó dùng tiền đô của con tía phát cho nó mua cô chú anh chị. Ăn chứ đô mà nó mua được hào mấy em. Rồi trời, có cá nướng cá luôn. Đúng rồi, lý luôn. Có chài nào mình chài được gì mình ăn lấy luôn cô chú anh chị. Còn bây giờ thì lên xe tía đẩy đi. Rồi ba nó bay lên đi, ta đẩy xuống mương cho. Trời ơi tía ơi, đẩy ta đẩy xuống nướng hào không đẩy xuống mương. Ba đứa bay vậy nè, ta đẩy được cho ta cầm chiên sống rồi. Rồi thôi đi thôi chứ vậy. Uống vừa không? Vừa rồi, chút vô. Hết tưởng tốt bụng lâu hỏi được vừa không đâu, thấy vừa luôn. Rụng. Vừa ta nhóc vào cho uống. Ăn con nhúc vào đó. Tao nhúc kìa con chết chị. Ôi sao không được, dài nhất dài hả? Dài nhất à. Vậy là không biết cô chú anh chị tía không nói là nhúc gì đâu, nhúc thái gì á. Tới chỗ rồi cả nhà ơi, đây dòm coi đây là sao nhà tía nè. Chỗ này nướng mát mẻ không cả nhà? Mát mẻ luôn á. Rồi sao bay thấy được không? Được. Ok được, thì ba nó bay đi kiếm đi cái chỗ làm đi. Rồi đi. Ok sếp luôn. Đó rửa trái đẹp chưa? Còn lá dừa với hả, cùi dừa với đây là bao la luôn, lá chuối nè. Tía hồi không có mắt thấy gì nữa, lá chuối con chùi luôn, quay về tuổi thơ. Giờ người bắt lỗ người khủng hào thôi. Ôi trời ơi má ơi, ôi trời ơi má ơi, ôi trời ơi má ơi. Trời có biến nữa rồi. Mới nãy quảng cáo là tía chạy cái nào là dính cái đó, thiệt con chú anh chị. Chạy cái nào là dính vô cái cây cái đó. Lấy cái cây này đưa cho ấm kiều luôn. Thôi cứu tía. Ôi, lên nướng nữa, lên nướng nữa. Anh Danh chạy được con cá chà bá luôn. Đây, đây là con hào cuối cùng nha cô chú anh chị. À, nãy giờ em đã rửa sạch sẽ hết rồi nè. Đó, đây là con hào cuối cùng. Anh tắt. Ôi ơi. Ôi giời. Ôi ơi. Ôi giời. Nấu gạch á. Nấu gạch kìa. Ừ, nó róc ra kìa. Ờ, mấy cái gạch nóng quá tóc ra à tí ơi. Dạ đây cô chú anh chị. Dạ đây là mâm hào rửa sạch hết rồi. Thì bây giờ Tammy Tạo sẽ nướng hào nha cô chú anh chị. Chú anh chị mình đón xem nha. Rồi, lâu lâu làm ẩm thực ngay bữa. Ngay bữa không tiếng ăn chay. Đó, 2
tía của chú anh chị. Coi cái của ông tía với cái của anh Danh nè. So về số lượng thì tía hơn anh Danh 21 nha chú anh chị, còn so về chất lượng thì tía không có 100g mà với cá Danh nha chú anh chị. Đây. Đây là dừa sim xanh nha cô chú anh chị. Đó, dừa phía sau nhà tía của chú anh chị ơi. Trắng hay không gì luôn chú anh chị. Cá mèn cá nhỏ nó không có xương. Thơm quá. Ngon. Nóng. Giờ mình tới đây mới còn thôi thì tôi sợ. Này sao không có nước có. Từ đây con đập nè. Đập để khô. Con này khô queo luôn, có mấy trứng nào á. Từ. Làm như con này con mái hay gì nữa. Mái mà có trứng ngoài. Nó chuyện tào lao chứ. Còn như con mái không có tấn, con mái mà không có tấn vậy con nào có tấn? Không lẽ không có tấn? À quên nó mà không có tấn thiệt mà. Đúng rồi. Mái có tấn à. Trời ơi, mày nghĩ gì sao á? Ngày hôm qua tao đưa một sắc tiền đô mà nó mua có mấy con hàng. Nó mua được vậy là hay rồi đó. Nó chứ không đi chạy thêm vậy con cá rau kiến nữa. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Có nhiều đây mà. Có nhiều đây cho làng đủ. Kiếm thêm vài cá rau kiến rồi tía. Cả làng người ta có nhiêu. Rồi, sẵn mình ước vài ly. Ủa, phải nghe chỗ này có à nghe. Tao nữa, đi theo ông bắt cá đi. Ở đây làm gì vô mà đổ tùm lum á. Đi theo cái lụm cá, đi theo cái lụm cá nè. Đây nữa ông Danh ông canh được rồi. Đánh sẵn cái bữa tan nữa. Hồi nãy, đây nè, quay em nói. Hồi nãy cá vậy. Tiếp ông chạy một cái, dính nút áo đó. Ông chạy một cái, ông dính vô cái cây. Ông chạy dính nút áo, đây ông chạy. Dính quát cái nút áo luôn. Ông chạy ngoài này lỗ nè. Ông chạy. Ông chạy lỗ đó không? Đây chạy xong rồi sao ông chạy? Xong được mày coi nè. Không? Mày đâu biết mà hả, mày giải hung là hả, rách trà là mày thường tao đó. Chết trà là thường tao đó. Nay hả, mất thật rồi con tên con đó hả. Bữa nay hả, tao cho mày á nướng đồ ăn mà mày là lửa này chai tao không được cũng đâu cho mày dậy con tiếp, mày dậy con tiếp, cưng chưa cưng. Mày hướng tiếp liệu con tiếp. Tao cũng ngồi coi tụi nó ăn à, mày cũng phải ngồi coi ăn chứ. Ngồi coi tụi nó ăn. Tiếp, tiếp. Cái gì? Ai biểu mày? Chơi tao, nghe mày chơi tao luôn phải không? Hả? Còn cái gì tầm này nữa. Có ít quá mà. Mày cưng chưa? Được rồi. Không có dám chảy đâu mà. Nó chảy rách chạy nó thường ra. Được rồi. Trời tay kêu nhát. Tết chạy không? Tết chạy tía tự chịu chứ con thường gì ông cho anh con à. Giờ kêu con thường chạy không nữa hả? Ai biểu mày nay mà mày nướng mà mày lửa ngày chạy. Tao ăn không được thì mày ăn cũng không được luôn à. Thì tía không nói trước. Sao con bé con quên. Con đây mày chỉ nướng đi. Rồi cho nó chỉ nướng. Bậy. Không quá. Nóng quá. Nóng. Khi nó đem lên chỉ nướng. Rồi bỏ nó ngay góc dừa à, đặng cho nó ngồi với tao à. Đó. Ăn nó không ăn được. Rồi. Ngồi dưới đây nè. Đó. Ăn năn sám hối đi. Mày té trời của anh trời ơi. Té ơi. Té con gì tầm này. Sao té không chơi cây té. Trời ơi cái lỗ mũi nó làm như lỗ mũi tôi bắt giới ông nội. Té sao ông canh lúc ông ăn xong rồi hỏi cho ông chơi con té, ông chơi ác chưa té. Vậy chứ tao ăn không được, con ngu gì để cho mày ăn. Con mới ăn được con cá mè của anh Danh đến nãy thôi là giờ con vậy đó. À giờ mới nó ăn kìa. Trời ơi nó ngon. Trời ơi. Trời ơi. Tao con trai mà còn muốn chảy nước miếng. Tôi không có nhìn đâu, không khỏi mà nhem thôi. Sao? Tới rồi. Hai đứa bạn đây. Nội ta. Ăn không? Ông nhớ không nha, ông nhớ. Ông nhớ không nha. Cảnh tượng hài hùng. Gì đó. Tịnh tâm, giờ tịnh tâm không có nói hả? Danh, cũng không có Danh. Tao.
Thôi mình lại mình ngồi xuống lại ngồi ăn đi. Để em ngồi đó, tĩnh tâm ngồi đi. Ngon vậy mà. Đi ăn đi. Tại ngon vậy mà tạm nó ăn hồi đó đâu được cái ta, nó không ăn ta. Ăn đi. Té tha rồi, té như đó rồi, té vô con ăn tới giờ ăn hào rồi kìa, hào một đống kìa. Con ăn đi. Trời nãy giờ anh đút mày sao mày không chịu ăn? Nãy giờ sao ăn? Mày đút cho nó con. Ăn miếng đi, uống nước à la, đừng có đi thịt la. Ngon ngon. Nào. Con này ú uống mặt béo nào. Mỡ hành nè, đậu phộng nè. Nhắc lỗ tai cho nó tỉnh lại. Trời ơi, vậy đó. Đút cho không ăn mà nãy giờ đồ gì đâu cơ. Chồng ơi. Bả cháy. Bả nó cứng quá. Không ngon, mời bạn ăn nha. Em đút thiệt. Mời bạn nha. Không ăn. Thôi không ăn tôi ăn hết đi. Ừ, mấy trượng cá nó khiến cho nó đi. Ngon quá. Ngon quá. Ôi. Ngon quá. Ừ, kiến nữa rồi. Quá thơm luôn. Không ăn. Cho em bút miếng lại. Thịt không. Ủa mà nó chín chưa? Chín rồi. Không ngon. Ngon quá. Ngon quá Tạo ơi. Ngon thiệt á. Này cũng tức cho chú ba em. Tao không ăn rồi nó cũng đâu có cho nó ăn đâu. Chỗ này giống như mà mình cho một người được hai người. Trời ơi, mở cái đầu nó mở. Rồi, em mời tất cả mọi người ăn nha. Ngon quá anh ơi. Tao phải lắng nghe tiếng mở nó chảy nè. Mấy mà Tháo ra cho nó ăn với quay tụi hiệp nó quá vậy. Nghe cái giật mình nè. Nghe cái nghe. Tháo ra cho ăn thôi nghe. Nhưng mà vẫn bị tối vô gốc cây. Chịu không? Đúng rồi. Lâu lâu mới có ẩm thực. Lâu mới cho ăn không? Thì cho ăn nhưng mà vẫn bị tối trong gốc cây. Rồi, rồi, tối thì tối đi, nha. Miễn sao cho ăn là được. Lâu lâu nha. Thực bữa rồi, không cho nó ăn còn nghiệp đó. Mở dây ra. Làm gì vậy? Làm như tội phạm á. Vĩnh lại để mà chạy sao? Giờ chơi uy tín luôn được không? Không biết. Lấy uy tín là đảm bảo được không? Không. Đấy. Anh luôn lẹo lắm. Quá báo rồi, không có uy tín nữa. Trời ơi, nhỏ mày. Kêu đâu, kêu đâu. Rồi, hai tay rồi, uy tín là bị cột cái giò rồi, đâu không ấy được đâu. Thì không có giò đâu, có chạy được. Kêu được, kêu được rồi. Hai coi. Rồi, cho tay vô luôn. Quấn cái này nữa. Ừ. Cái này mới bóc, bóc đoàn à. Cái này thì sợ không quấn lại là gỡ dây á. Quá đã. Rồi, vậy có người đút ăn nữa nè. Rồi, ngồi im đó đi. Này, rồi. Rồi đút ăn đi. Sự nè, nè nè. Giờ ăn muốn ăn gì? Cho nó ăn cái đầu con cá nè. Ăn cho ăn đầu cá nè. Ăn cái vỏ hào đi cho có chất sơ chất canxi. Ừ. Ừ, cái đó nó mới ngon đó. Đâu lâu. Cho ăn con hào đi. Mập mập cho ăn nha. Ông lấy con hào khác đi, ông liếm vô rồi ông chưa tôi ăn. Thôi. Gì nữa hả? Rồi nó lấy con ở trên này cho nó đi. Nghẹp nó. Lấy con tên đó đi. Nóng hổi vậy sao bóc? Sao không bóc? Mấy con muỗng không út mà. Mày ăn cho được nghe. Từ từ nghe, thổi từ từ à. Thổi từ từ. Giờ mày gian sinh người ta ha mày đài được. Vậy chứ đã té hình của té ông kêu là giờ cho em ăn. Tối em thì tối nhưng mà cho em ăn. Ừ. Không? Giờ cho ăn nè. Nóng để thổi. Thở lỡ giờ thì dân city vô động giá nóng. Làm gì chứ giờ từ từ. Nóng nè tự rồi. Vậy à, đây cầm. Cầm được luôn. Được chứ. Giờ cái này phải quấn thêm nữa. Em bé mới tập ăn. Ủa sao cái này lông lá đi tới gớm hả? Bậy ba cái trò nó bay. Có không? Gió nè. Ngon gì? Ngon không? Ngon. Con nữa nha. Này chắc phải ăn con thêm con nữa nè. Đúng mới rồi, đủ đúng đồ rồi, được. Ăn thêm what? Con nữa nè. Đây, để vợ đút cho. Quay từ. Cái gì vậy? Nóng hả? Té. Hôm nay ông ăn cao ăn cỡ té. Cảm ơn tía nha. Ăn thêm con nữa đây, con này từ từ đây ăn con này kêu ăn con kia. Dạ ăn không, mang tôi ăn hết à.
Trời ơi, cho ăn mà còn từ từ nữa. Đang nóng. Con này nguội, không nóng. Ta ăn mà thoải mái hơi sức, còn nó ăn còn nghiệp hết chứ không. Té miễn sao được ăn thôi té. Cảm ơn té đã khoan hồng cho con nha. Từ từ. Trời ơi, nay mạnh miệng lên. Thương chồng nó hết tiếng không kìa. Nghe nuốt vô. Nuốt vô. Cắn lên không? Mặn với vậy con này, làm gì mặn với vậy? Mặn còn mùi gì nữa không? Cái gì vậy? Mấy người bỏ ớt vô không? Đàn ông mà ăn ớt má nữa. Đàn ông mà ăn có tới ớt là có miếng ớt ăn là ăn không được. Tôi gì cho ăn đi mà còn nhờ cho ăn là còn bỏ ớt vô nè. Ăn là ớt được nè. Đúng rồi, ăn mà không có ớt để chạy chết. Ăn ớt mới ấp bụng. Thôi không có ớt thôi cho con khác nè. Con đó chắc ngon, mập dữ. Con này mập dữ lắm nè. Mời cả nhà mình nghe. Thôi này cũng nhận ngon thiệt nhé. Con nào nấy mập ú ú à. Mỡ thật. Mỡ không à. Con nghỉ tu 5 phút để ăn được con. Cái này hình như nó không có máu à. Không có máu chắc ăn được á. Đúng rồi ghét, không có máu chắc ăn được. Nghỉ tôi 15 phút thôi. Không ấy xin phép Phật nào mà nghỉ 5 phút. Không ăn không được, tôi không tu ăn luôn. Tao cần không, đâu tôi không tu. Nay ông ăn chay. Nay tiếu không ăn chay mà cũng không chay ác vậy con chó vậy. Tao không có ăn uống gì mà chủ yếu là tao cho mày nhìn thèm chơi vậy đó. Ngon ghê. Tiếu nói là ổng trên người là ổng vui rồi. Ừ. Chủ yếu là mà cho mày tức là tao vui à. Thôi nhiêu đó được rồi. Quay ăn nha. Tao giờ tao đi cắt cỏ à. Chào cả nhà nha. Bữa nay lúc còn có thai tao ngồi tao như đó là thấy vui rồi đấy cả nhà. Không thả con ra luôn hả? Đỡ không thế, phải ngồi ngày làm vậy. Hên xui mày. Ăn thua hai đứa này nè. Camera thôi mày nghe lỗi mày ăn với tụi nó luôn đi. Thôi thả ra đi em. Thả đi. Thôi thả đi. Thả không vậy? Thả em ngồi ăn để tội nghiệp đúng không? Trời ơi, nó mà buông ra như đây không có đủ nó ăn đâu. Nằm.